Tổng thống 7 ngày, Trần Văn Hương. Xin kính chào quý khán giả của Chân Dung Lịch Sử. Các bạn thân mến, chức vị Tổng thống là chức vị chính thức được thành lập bởi Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa do dân chúng bầu thông qua cuộc bầu cử trực tiếp. Mặc dù mang tính dân cử rất cao, tuy nhiên trên thực tế, do điều kiện chiến tranh, hầu hết trong thời kỳ đương nhiệm của mình, các vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đều ít nhiều bị chỉ trích về sự độc tài. Trong video lần này, các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về Trần Văn Hương, một chính khách Việt Nam Cộng Hòa. Một, thân thế và sự nghiệp của Trần Văn Hương. Trần Văn Hương sinh năm 1902, mất năm 1982. Ông là một chính khách Việt Nam Cộng Hòa. Trần Văn Hương từng giữ chức Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa giai đoạn từ năm 1964 đến năm 1965 và 1968 đến 1969. Giữ chức Phó Tổng thống Việt Nam giai đoạn 1971 đến 1975 và được giữ chức Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian ngắn ngủi là 7 ngày, từ 21 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975. Trần Văn Hương được sinh ra tại làng Long Châu, quận Châu Thành, nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Thời bấy giờ, gia đình ông Hương thuộc dạng nghèo khó, nhưng cũng rất giàu đức hy sinh. Vốn học giỏi, lại được gia đình quan tâm, nên Trần Văn Hương sau đó được ra Hà Nội theo học trường cao đẳng sư phạm. Sau khi học xong, Trần Văn Hương được bổ nhiệm về dạy tại trường College Lemieux de Villers tại Mỹ Tho. Đây cũng chính là trường cũ nơi mà ông đã theo học mấy năm trước. Trong khoảng từ năm 1943 đến năm 1945, ông Hương là giáo sư đảm nhiệm công tác giảng dạy bộ môn văn chương và luận lý tại ngôi trường này. Ông Hương từng là một thầy giáo được nhiều người yêu quý. Trong sự nghiệp làm thầy của mình, ông cũng đã từng đào tạo ra nhiều học trò nổi tiếng như tướng Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Trần Văn Hương cũng từng giữ chức đốc học Tây Ninh. Cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, ông Hương tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách là nhân sĩ tự do. Sau khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến năm 1946, do ông biết lực lượng Việt Minh là cộng sản, quy chụp cho nhiều trí thức là Việt gian rồi đem thủ tiêu, nên ông bỏ về quê sống ẩn dật. Khi đó, ông Hương tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp và Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, sau này là quốc gia Việt Nam. Sau thời gian nhạy cảm đó, ông vào Sài Gòn mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong quá trình mở hiệu thuốc đó, ông lập đảng Phục Hưng, nhóm họp một số nhân vật chính trị như Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch Trần Văn Văn. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, năm 1955, ông ra làm đô trưởng Sài Gòn trong chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Sau đó, Trần Văn Hương tuyên bố từ chức để phản đối chính sách độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm, thời đệ nhất Cộng Hòa. Năm 1960, ông cùng 17 nhân sĩ thành lập nhóm Tự do Tiến bộ, tổ chức họp báo tại khách sạn Caravelle, chính thức xác nhận địa vị đối lập với chính quyền. Khi cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi đứng đầu nổ ra, nhóm của ông đã tuyên bố ủng hộ. Chính vì vậy nên ông cùng với 17 vị nhân sĩ nhóm Caravelle đã bị chính quyền bắt giam. Thời gian bị giam trong tù, ông có viết một tập thơ lấy tên là Lao Trung Lãnh Vận, tức là những vần thơ lạnh lẽo ở trong tù. Năm 1964, sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ông lại được cử giữ chức đô trưởng Sài Gòn lần thứ hai. Không lâu sau, ngày 4 tháng 11 năm 1964, ông lại được quốc trưởng Phan Khắc Xử mời giữ ghế thủ tướng và lập nội các. Tuy nhiên, chính phủ của ông không tồn tại được lâu vì ngày 27 tháng 1 năm 1965, tướng Nguyễn Khánh làm cuộc chỉnh lý, lật đổ chính quyền dân sự và quốc trưởng Phan Khắc Xử bị truất phế. Trần Văn Hương cũng bị bắt và quản thúc suốt một thời gian ở Vũng Tàu. Năm 1968, với mục đích để tạo ảnh hưởng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông ra làm Thủ tướng lần thứ hai. Năm 1971, ông cùng Nguyễn Văn Thiệu liên danh ứng cử và đắc cử chức vụ Phó Tổng thống nhiệm kỳ 1971 đến 1975. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Tuy nhiên, ông cũng chỉ nắm chức vụ trong 7 ngày. Ngày 28 tháng 4, ông tuyên bố trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh để tìm cách điều đình với lực lượng chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam,
khi đó đang tiến vào sát thủ đô Sài Gòn. Trần Văn Hương cũng được xem là vị tổng thống dân cử cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông lấy người vợ, có họ là Lưu, và sinh sống ở căn nhà số 216 đường Phan Thanh Giản, Sài Gòn. Ông bà có với nhau hai người con trai. Con trai lớn là Trần Văn Giỏi, sinh năm 1924, và con thứ là Trần Văn Đính, sinh năm 1925. Trần Văn Giỏi theo Việt Minh rồi tập kết ra Bắc. Trần Văn Đính làm phụ tá cho cha ở Sài Gòn, rồi sau đó tị nạn sang Mỹ vào năm 1975, sống ở California. Cháu nội của ông Hương là Trần Bảo Danh, con của Trần Văn Đính, nay sống ở Oregon, Hoa Kỳ. 2. Trần Văn Hương, sự lựa chọn sau năm 1975. Năm 1975 lịch sử, nếu như các chính khách của Việt Nam Cộng Hòa lựa chọn con đường sống lưu vong ở nước ngoài, chạy trốn khỏi quê hương, thì Trần Văn Hương lại chọn ở lại Việt Nam, nơi quê hương của mình. Ông Hương tiếp tục sinh sống ở căn nhà số 216, nay đã đổi tên thành đường Điện Biên Phủ. Năm 1977, ông được chính quyền Việt Nam trao trả quyền công dân, nhưng ông khước từ. Ông nói rằng, chừng nào những người tập trung cải tạo được về hết, chừng nào họ nhận được đầy đủ quyền công dân, thì chừng đó tôi sẽ là người cuối cùng. Sau họ, nhận quyền công dân cho cá nhân tôi. Những năm tháng cuối cuộc đời của mình, ông Hương sống chung với em gái, em rể và người con trai lớn là Lưu Vĩnh Châu, tên thật là Trần Văn Giỏi. 3. Câu chuyện về con trai Trần Văn Hương, người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó chính là Trần Văn Giỏi, một cán bộ của Ban Công nghiệp Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nguyên là Đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trần Văn Giỏi đã từng tham gia trận Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu. Ông được sinh ra tại Vĩnh Long, là con trai trưởng của Trần Văn Hương. Vào những năm đầu của thập niên 40, chàng thanh niên Trần Văn Giỏi sau khi học hết cấp trung học đã hăng hái tham gia hoạt động trong phong trào thanh niên tiền phong, rồi đi bộ đội ở Tây Ninh. Được một thời gian, do thiếu vũ khí phục vụ chiến đấu, nên vào mùa thu năm 1946, cấp trên đã lựa chọn những thanh niên có sức khỏe cường tráng, thành lập đội công tác ra miền Bắc để tiếp nhận vũ khí, vận chuyển vào Nam, trong đó có Trần Văn Giỏi. Nhớ lại giai đoạn đó, ông Lưu Vĩnh Châu hay Trần Văn Giỏi vẫn thường coi đó là giai đoạn đầy tự hào của mình. Ông hăng hái cùng toàn dân bước ngay vào cuộc chiến từ ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946. Chuyến đi lần đó đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Trần Văn Giỏi. Kháng chiến liên miên dòng dã khiến cho người thanh niên Trần Văn Giỏi ấy mất thông tin từ gia đình. Năm 1948, ông được cử đi học trường lục quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên thành Lưu Vĩnh Châu. Lúc đó ông mang họ của mẹ. Sau thời gian đó, ông tiếp tục được đào tạo chuyên ngành công binh. Lưu Vĩnh Châu thường nghĩ đến kỷ niệm đáng nhớ của mình ở trường là cùng với lớp học viên công binh tham gia xây dựng cầu treo Bờ Rạ vào tháng 7 năm 1949. Cũng trong thời gian đó, Lưu Vĩnh Châu được kết nạp đảng. Tốt nghiệp xong, ông được điều về Cục Công binh và giữ chức Đại đội trưởng Đại đội Công binh 57, tiểu đoàn 206. Năm 1953, do yêu cầu nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ Trung Quốc về nước gặp rất nhiều khó khăn vì địch thường xuyên ném bom, bắn phá. Đơn vị của Lưu Vĩnh Châu được biệt phái sang cục vận tải, làm nhiệm vụ phá bom, mở đường dọc tuyến biên giới Lạng Sơn, phục vụ các đơn vị vận chuyển vũ khí. Khi chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra, tháng 3 năm 1954, tiểu đoàn 206 công binh nhận nhiệm vụ rời Lạng Sơn hành quân về tuyến Yên Bái, Điện Biên Phủ, làm nhiệm vụ mở đường vận tải phục vụ chiến dịch. Đại đội của Lưu Vĩnh Châu được phân công đảm nhiệm tuyến đường từ đèo Lũng Lô đến Sơn La dài khoảng 16 km, phối hợp với thanh niên xung phong để phá bom, làm đường cho xe và pháo của ta vào chiến dịch. Trong nhật ký của mình, ông Châu ghi lại: ngày 24 tháng 3 năm 1954, đây là cửa ngõ vào Điện Biên Phủ nên địch tập trung đánh phá rất ác liệt. Đường bị tắc nhiều ngày. Có một đại đội thanh niên xung phong của khu Tây Bắc phụ trách nhưng làm không xuể. Có nhiều bom nổ chậm, địch cài lại sau mỗi lần đánh phá. Trong điều kiện khó khăn gian khổ và đầy nguy hiểm là thế, nên Lưu Vĩnh Châu đã phải động viên tinh thần bộ đội. Ông đã bàn với đơn vị thanh niên xung phong và lực lượng bộ đội công binh sẽ đảm nhiệm những vị trí trọng yếu, nguy hiểm, nơi có nhiều bom nổ chậm. Thời đó không có bất cứ phương tiện máy móc, kỹ thuật nào. Tất cả đều bằng sức người và cuốc xẻng. Mỗi khi máy bay địch ném bom, họ sẽ theo dõi và đánh dấu từng vị trí, rồi sau đó chia thành các tổ đi phá bom, sửa đường.
Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Lưu Vĩnh Châu quay trở về Hà Nội. Tại đây, ông gặp Nguyễn Thị Dung, một người con gái quê Bến Tre đang công tác tại ngành y tế ở Hải Phòng. Hai người mến thương nhau rồi nên duyên vợ chồng. Năm 1961, ông Châu lại được cử đi học ở trường Đại học Bách Khoa. Năm 1966, ông Châu tốt nghiệp rồi chuyển ngành về nhận công tác tại Ban Công nghiệp Trung ương. Thời gian dài đằng đẵng đã được hơn 20 năm xa quê. Ước vọng ngày đoàn tụ với gia đình của Lưu Vĩnh Châu vẫn còn xa vời vợi do đất nước còn bị chia cắt. Bao lần ông nhắn tìm dò hỏi về người cha qua những người Nam Bộ ra Bắc tập kết, tuy nhiên chẳng hề có tin tức gì. Mãi đến năm 1968, qua một người bạn từ Nam Bộ ra, Lưu Vĩnh Châu biết tin cha mình còn sống và là phó tổng thống chính quyền Sài Gòn. Trước sự kiện đó đã dâng lên trong ông một nỗi niềm giằng xé tâm can. Sau thời gian dằn vặt suy nghĩ, Lưu Vĩnh Châu đã quyết định lên gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ung Văn Khiêm và báo cáo. Tôi có trách nhiệm phải báo cáo với đồng chí về vấn đề này để đồng chí xem xét giúp tôi. Sau cuộc gặp đó, ông Khiêm yêu cầu Lưu Vĩnh Châu phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết việc này. Một thời gian sau, ông Ung Văn Khiêm gặp Lưu Vĩnh Châu nói rằng sắp tới, Đảng sẽ cử ông vào Sài Gòn làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ gì, cách làm ra sao thì Lưu Vĩnh Châu lại chưa được rõ. Nhưng rồi chuyến vào Sài Gòn của Lưu Vĩnh Châu lại không được diễn ra. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, với chính sách nhân đạo, hòa hợp dân tộc của Đảng và nhà nước ta, cựu Tổng thống chính quyền Sài Gòn Trần Văn Hương đã được đối xử tử tế. Nhà cửa của ông Hương cũng không có bị tịch thu. Ông Hương cũng tích cực học tập cải tạo để trở thành công dân tốt. Lưu Vĩnh Châu đã đưa vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống để chăm sóc, phụng dưỡng cha. 30 năm biển biệt, cuộc đời trải qua biết mấy thăng trầm. Cuối cùng cha con mới gặp lại nhau. Ông Hương sống những năm tháng tuổi già bình yên cùng với vợ chồng Lưu Vĩnh Châu và các cháu nội đến năm 1982 thì qua đời. Sau này khi ngồi nhớ lại, Lưu Vĩnh Châu thổ lộ rằng cuộc đời ông đã thật hạnh phúc và có ý nghĩa khi ông quyết định tham gia kháng chiến và được đến với Đảng Cộng sản. Những tháng ngày chỉ huy đại đội công binh trong chiến dịch Điện Biên Phủ cũng là quãng thời gian hùng tráng và đáng nhớ nhất cuộc đời của ông. Hồi đó, ở Nam Bộ, ngoài ông ra chỉ có hai người nữa trực tiếp tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Nhưng đến mấy chục năm sau ngày chiến thắng, họ mới biết và tìm gặp nhau. Lưu Vĩnh Châu đã có cuộc sống vui vẻ, giản dị, lạc quan và chút hài hước. Đây cũng là cách để ông nuôi dưỡng tinh thần và sống an yên khi tuổi già. Các bạn vừa theo dõi Tổng thống 7 ngày Trần Văn Hương. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.